gây ấn tượng qua hai mùa đầu tiên năm 2015 và 2016. Những quán quân nhí đã trở nên nổi tiếng. Những kỷ lục đặc biệt được biết tới. Chinh phục khán giả với hàng loạt clip triệu view. Chương trình truyền hình chưa bao giờ hạ nhiệt. Người hùng Tí Hon đã khởi động hành trình tìm kiếm tài năng nhí mùa thứ 3. Với sự trở lại của bộ ba giám khảo, ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa, vũ sư John Whedon, và sự dẫn dắt lần đầu tiên của MC Phương Trinh Jolie. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Hùng Tí Hon mùa 3. Bên cạnh đó là 6 gương mặt đội trưởng hoàn toàn mới. Đội trưởng thiên thần thân thiện, diễn viên ca sĩ Trinh Tuấn Kiệt. Đội trưởng ngọt ngào, diễn viên Sam xinh đẹp. Đội trưởng hài hước, diễn viên Phát La. Đội trưởng tài năng, thủ công Hải Anh. Đội trưởng năng động trẻ trung, diễn viên Song Ngư. Và cuối cùng, đội trưởng hoàn hảo, diễn viên điện trai Anh Tú. 6 đội trưởng sẽ hết sức điều động các tài năng nhí về với biệt đội đồng điệu của mình, khiến ban giám khảo phải đau đầu lựa chọn giữa các màn đối đầu gây cấn. Giọng ca ấn tượng. Bùng nổ. Tài năng nhí đặc biệt. Tuổi nhỏ nhưng bản lĩnh không hề nhỏ. Tài năng. Tụi con làm chú đi từ cái cảm xúc này đến cảm xúc khác. Hài hước. Bùng nổ. Lúc nãy khi tiết mục của tụi con bùng nổ đó, chú Y bay. Ai sẽ là người ở lại tới cùng chinh phục vị trí quán quân mùa 3? Bây giờ mình phải chọn ai đây? Hãy đón xem trong chương trình Người Hùng Tí Hon sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Hello. Ngồi lên chưa? Rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn đã đến với buổi livestream của chương trình Người Hùng Tí Hon mùa 3. Không có hợp, hai anh em không có hợp nhau gì chưa hết. Chưa vô lắm, từ từ, máy chưa có nóng. Vâng thưa các bạn, Phát La sẽ nhắc lại cho các bạn nào chưa biết về chương trình Người Hùng Tí Hon. Thì chương trình này là một chương trình, là một sân chơi rất là sôi động dành cho các em thiếu nhi ở lứa tuổi từ bao nhiêu ạ? Từ bao nhiêu ạ? Từ 5 tuổi cho đến 12 tuổi đúng không? Và đến năm thứ nay, đến năm nay thì chương trình Người Hùng Tí Hon đã trải qua được 2 mùa. Và đến với mùa thứ 3 thì Người Hùng Tí Hon vẫn có 6 đội trưởng. Và Phát La và Kim Tuấn Kiệt là 2 trong số 6 đội trưởng đó. Hãy cho một tràng pháo tay nào. Biết biết biết. Gì ạ? Dạ, biết là gì? Ai biết làm nhảm quá. Thôi chúng ta hãy cùng giao lưu với khán giả nha. Nè, hello anh Vin quá trời nè. Hai tất cả mọi người. Tập tối nay thì hai anh đã xuất hiện chưa ạ? Ủa? Thực sự thì tập tối nay thì để Phát La check lại nha. Tập tối nay thì là Phát La và Kim Tuấn Kiệt vẫn chưa xuất hiện. Và chỉ có 3 đội trưởng xuất hiện trong tập 1, đó chính là đội anh Tú, đội của chị Hải Anh và đội của chị Sam.
nha, tập sau mới tới đội của anh em mình. Đúng rồi. Ê, thành viên chính thức. À, trong tập này á, ban giám khảo sẽ chọn thành viên chính thức cho đội của các đội trưởng. Cho nên là cái sự thi đấu nó vẫn chưa có nảy lửa lắm các bạn. Lửa đó. Ừ, các bạn sẽ chưa thấy được cái sự cạnh tranh, cái sự rớt của đội. Ừ, đó. Phần thứ hai là gì? Nè, đây bắt đầu. À, chúng ta sẽ cùng nhắc lại giờ phát sóng nha. À, có ai biết giờ phát sóng của chương trình này chưa ạ? À? Đâu, để coi coi. Ừ. Để coi coi có ai fan của Người Hùng Tiếng Hon không nha. Khung giờ phát sóng của chương trình Người Hùng Tiếng Hon có ai biết không? Anh Vin và anh Phát có thấy mệt mỏi khi vừa phải quay Gia Đình Là Số 1 và Người Hùng Tiếng Hon không ạ? À? Coi sao mình không thấy cái đó. Nè, mới lên nè. À. Mệt lắm chứ các bạn. Nhưng mà đúng rồi, mình phải đi làm chứ, mình cũng ăn làm công ăn lương, mình phải đi kiếm tiền. Mình mới đi kiếm tiền các bạn. Mệt lắm. Vẫn chưa ai trả lời được giờ phát sóng à. À, bạn Huỳnh Như Thường. Vâng, xin chúc mừng bạn. Bạn đó, bạn này chỉ có đúng một bạn này là biết được là giờ phát sóng của chương trình. Đó chính là 19 giờ trên kênh HTV7. Thứ bảy hàng tuần. Chờ, đúng rồi, thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Các bạn hãy cùng mở HTV7 ra để xem hai anh em chúng tôi nhé. Nè, quá trời bạn trả lời đúng rồi nè. Linh Nguyễn, Billy Anh, Pít ạ, Linh Nguyễn. Cảm ơn Trang Trần. Không có casting hả hai anh? Casting hả? Có đúng không? Có dòng casting. Có chương trình có dòng casting nhưng mà không biết là năm nay thì có đủ thời lượng để chiếu cái vòng casting luôn không, hay là mình sẽ có bị cắt giảm bớt cái phần đó để chiếu thẳng vào luôn cái vòng chọn đội. Giống như mùa 1 là có bỏ cái vòng đó đúng không? Mùa 2 là mới chiếu cái vòng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, chương trình bắt mình phải kêu gọi tương tác. Rồi, tương tác à. Ừ. Các bạn ơi, các bạn nghĩ là các bạn follow cái fanpage Người Hùng Tiếng Hon để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. Đúng rồi. Nhớ share cái livestream này về trang cá nhân của mình nữa. Đúng rồi. Ok. Có mệt không phải cố lên nha hai anh. Cảm ơn em Minh Duyên đúng không? Ừ. Âm thanh hơi rè anh ơi. Âm thanh hơi rè anh ơi. Mặc áo bông hoa lá hẹ quá anh La ơi. Đúng vậy em. Hiện tại thì anh đang quay biệt đội siêu hài. Anh đang quay ngon lành thì bị bắt qua đây livestream. Khổ lắm, cuộc đời anh phải đi làm kiếm tiền. Chán. Ê. Thôi bây giờ để thay đổi không khí của chương trình, chúng ta hãy cùng chơi một số game show nho nhỏ nha. Ok. Đây Phát La có chuẩn bị một số cái hình ảnh. Hình ảnh bán new. Hình ảnh bán new của đây. Hình ảnh bán new của một nhân vật đó, các bạn biết là ai? Đó bạn cậu bé đang thổi nến bánh kem trong hình là ai? Các bạn nào trả lời đúng là sẽ được 2 viên kẹo. Và sau đây Phát La xin giới thiệu đang trường của năm 2017. Gây ấn tượng qua hai mùa đầu tiên năm 2015 và 2016, những quán quân nhí đã trở nên nổi tiếng. Những kỷ lục đặc biệt được biết tới. Chinh phục khán giả với hàng loạt clip triệu view. Chương trình truyền hình chưa bao giờ hạ nhiệt. Người Hùng Tí Hon đã khởi động hành trình tìm kiếm tài năng nhí mùa thứ 3. Với sự trở lại của bộ ba giám khảo, ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa, vũ sư John Whedon, và sự dẫn dắt lần đầu tiên của MC Phương Trinh Jolly. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người... Ok rồi.
hồi xưa mày như BD vậy. Để sao BD ba? Rồi kìa. Xin chào tất cả các bạn. Jim và Phát La đã trở lại. Đúng rồi. Nãy có một số sự cố về kỹ thuật nên chặt kỹ thuật. Tạm ngưng một chút xíu. Các bạn à, bây giờ đã 7 giờ đó. Đã chiếu bắt đầu chiếu tập 1 của chương trình Người Hùng Tiếng Hoa. Các bạn hãy mở HTV7 lên xem đi nha. Nhanh nha. Vừa coi Người Hùng Tiếng Hoa trên TV và xem livestream. Đây, Phát La xin giới thiệu lại một số cái hình ảnh của Jim Tuấn Kiệt. Đây, rất là nữ tính các bạn. Các bạn biết đây là ai không? Đây là một bí này. Ai vậy? Không biết. Giống anh Trung Lùng quá vậy? Cái này là bạn La Vĩnh Phát thì phải. Vậy hả? Đây. Vậy đây là hình lúc mà Gin đang dạy thì các bạn. Chúng ta tiếp theo. Chúng ta qua mục tiếp theo. Đó chính là bốc thăm. Đúng rồi. Rồi. Đây. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ bốc thăm trúng thưởng. Trong đây có một phiếu thăm là trúng một căn nhà trị giá 2 tỷ đồng. Một phiếu thăm là trúng một chiếc xe hơi. Phải là bốc trước nha. Dùng 3 từ để mô tả chương trình Người Hùng Tiếng Hon. Các bạn có 15 giây để trả lời câu hỏi này. Đó chính là câu hỏi của Gin. Ủa? Là hỏi mình đó hả? Đúng rồi. Dùng 3 từ đi. Suy nghĩ đi. Ủa câu sao mình bóc chứ bạn? bạn gian quá vậy bạn cầm ơi. Rồi Phải Lai sẽ dùng 3 từ để trả lời chương trình Hùng Tiếng Hoa nè. Tập trung nha. Dùng 3 từ để trả lời chương trình Hùng Tiếng Hoa luôn. Là của tôi hả? Không, đây này okay, có ông rồi, nè, có ông okay, nè. Nè, sau đây. Sau tiết lộ về 3 đội sẽ xuất hiện trong tập 1. Ủa, cái này tiết lộ rồi. Sau khoảng thời gian Phải Lai quay chương trình Hùng Tiếng Hoa thì Phải Lai có 3 từ để dành cho Hùng Tiếng Hon. Đầu tiên đó chính là tài năng. Bởi vì các bé trong chương trình Hùng Tiếng Hon thực sự là rất tài năng các bạn. Có nhiều bé mà nhỏ xíu vậy mà mình không ngờ là có những cái khả năng và những cái kỹ năng mà có thể rèn luyện, mà phải rèn luyện từ lâu mới có được như vậy. Các bé rất là tài năng đúng không? Đúng rồi, coi các bé biểu diễn mà mình phải wow lên luôn. Nổi da gà luôn các bạn. Đúng rồi. Còn nhỏ mà các bé rất là giỏi, đúng rất vậy. Là chịu khó, rất là chăm. Còn cái từ thứ hai Phải Lai muốn dành chương trình Người Hùng Tiếng Hoa đó chính là mệt. Bởi vì quay từ 6 giờ sáng mà quay nhiều khi tới 11, 12 giờ đêm luôn các bạn à. Rất là mệt. Cho nên là Gin có mệt không? Cũng mệt nhưng mà không sao, các bé không cảm thấy không mệt rồi, các bé hào hứng thì mình cũng không mệt. Tại vì mình người lớn mình thấy mệt rồi, các bé chờ, các bé nhiều khi cũng rất là mệt. Và tính từ cuối cùng là Gin thấy có tính từ gì hả? Của Người Hùng Tiếng Hoa. Tính từ cuối cùng đó là nhí nhảnh và hồn nhiên. Một từ thôi. Nhí nhảnh đi. Rất là nhí nhảnh. Chương trình này ban giám khảo cũng nhí nhảnh, MC cũng nhí nhảnh và đội trưởng cũng nhí nhảnh. Vì nó phù hợp với tính chất của chương trình là làm cho các bé thiếu nhi nên duy nhiên cái từ đó là phù hợp. Đúng rồi. Và câu hỏi tiếp theo là theo bạn đội trưởng nào sẽ là đối thủ nặng ký gì? Rồi gì nữa? Dự đoán xếp hạng thứ tự. Rồi ok. Dự đoán xếp hạng thứ tự. Theo Phát La thì đâu Gin á, con này của Gin mà. Của gì hả? Theo Gin thì đối thủ nặng ký nhất của Gin đó chính là Phát La. Hoài à? Hả? Đi đâu cũng hoài. Livestream bữa tại cũng nói. Phát La đang ngồi kế Gin mà đúng không? Đó là đối thủ nặng ký nhất đối với Gin vì cái tên của đội Phát La không nó nói lên điều đó rồi. Vì là tất cả mọi đội khác đều là một cái gì rất là nhỏ nhắn, đúng vậy. Dễ thương và chỉ duy nhất đội Phát La là khủng long, nó rất là to lớn, đúng vậy. Và hung dữ. Đúng vậy, và đội khủng long đã tuyệt chủng rồi các bạn. Khủng long bây giờ tuyệt chủng rồi các bạn. Cho nên là các bạn sẽ hơi bị bất ngờ khi xem đến tập 3 nhỉ? Tập 6 chứ các bạn sẽ có 6, sự 7, bất 8 ngờ gì đó. Sự bùng nổ của đội Phát La. Thôi và bây giờ các bạn hãy tập trung vào xem like, xem trên TV đi và Phát La sẽ nè câu hỏi này dành cho Phát La được nè. Thôi bây giờ chơi game hoài vậy, một câu thôi. Thêm một câu nữa mới đẹp. Người ta còn tập trung người ta coi trên TV nữa. Ba lần mới đẹp. Tiết lộ một bí mật. Muốn chơi tiếp. Sao được không? Ok. Tiết lộ một bí mật hay một điều gì xấu hổ đó từng làm khi còn nhỏ của Phát La. Câu này trả lời chung đi. Rồi Phát La kể trước nghĩ, đi. Bạn cũng nghĩ câu của okay. Bạn đi chứ. Phát La có một kỷ niệm. Đúng rồi. Lúc đó Phát La học cấp 2. Thế là cấp 2 thì lúc đó là do là mình rất là có một cái cô dạy địa kia rất là dữ. Cô đó là vô lớp là lớp im phăng phắc, không ai dám nói gì hết. Và Phát La thì
Nói chung là phải là ăn bún riêu á, ở nhà thì mình ăn bún riêu, mình ăn bún tôm rồi, cái xong rồi vô cái tiết địa đó thì bắt đầu tự nhiên mọi thứ nó trở nên kỳ quặc. Nghĩa là nó cuồn cuộn nhưng mà cô rất là dữ, mình không dám đi vệ sinh luôn các bạn. Mình ngồi đó cả tiếng đồng hồ. Đó, và đến khi mà cô bước ra thì nói chung là cũng rất là nó bơ ba tê đồ đó, nói chung là cũng quanh thánh nữa, quanh thánh đồ các bạn, nói chung là ghê lắm. Và bữa đó thì phát la rất là quê. Bây giờ thì cũng bình thường thôi, hồi nhỏ mà đúng không, ai cũng có những cái kỷ niệm nhỏ đúng không. Và bây giờ Duyên Tuấn Kiệt sẽ kể cho các bạn nghe một một cái bí mật của Duyên Tuấn Kiệt. Bí mật mà ngày hồi nhỏ Duyên rất là xấu hổ khi mà kể đến, đó chính là hồi nhỏ lúc nào đi đâu mẹ cũng bắt làm gái hết, là mẹ bắt mặc đầm, rồi đi biển thì mẹ bắt mặc bikini, rồi ở nhà thỉnh thoảng tại lúc đó thời nhỏ mình có thần tượng nhóm Tam Cao Áo Trắng nên cũng thích nữ nữ lắm cái. Ủa bây giờ cũng vậy mà? Không, à, giờ khác, người ta men gì kêu. Cái mẹ cũng lấy son, mẹ son lên rồi cũng nói chung là cả điều này cũng mắc cỡ luôn, nhưng mà đó là cái điều mà chị có thấy là xấu hổ nhất lúc còn nhỏ. Chương trình tắt hồi nào không hay luôn. Chương trình tắt rồi đúng không? Vẫn còn thưa các bạn. Xin chào 500 người xem. Ok, và bây giờ thời lượng livestream của chúng ta đã hết rồi thì đúng, các rồi. Bạn hãy tập trung xem chương trình Người Hùng Tiếng Hôn mùa thứ ba nha. Mở TV lên tập trung coi đi nha. HTV7 nha các bạn, nhớ nha. Thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Bye bye mọi người. Duyên Tuấn Kiệt và Phát La chào tạm biệt. La la la. Gây ấn tượng qua hai mùa đầu tiên năm 2015 và 2016, những quán quân nhí đã trở nên nổi tiếng. Những kỷ lục đặc biệt được biết tới. Chinh phục khán giả với hàng loạt clip triệu view. Chương trình truyền hình chưa bao giờ hạ nhiệt. Người Hùng Tí Hon đã khởi động hành trình tìm kiếm tài năng nhí mùa thứ ba. Với sự trở lại của bộ ba giám khảo, ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa, vũ sư John Huy Trần, và sự dẫn dắt lần đầu tiên của MC Phương Trinh Jolie. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Hùng Tiếng Hôn mùa 3. Bên cạnh đó là 6 gương mặt đội trưởng hoàn toàn mới. Đội trưởng thiên thần thân thiện, diễn viên ca sĩ Trinh Tuấn Kiệt. Đội trưởng ngọt ngào, diễn viên Sam xinh đẹp. Đội trưởng hài hước, diễn viên Phát La. Đội trưởng tài năng, chủ công Hải Anh. Đội trưởng năng động trẻ trung, diễn viên Song Ngư. Và cuối cùng, đội trưởng hoàn hảo, diễn viên điện trai Anh Tú. 6 đội trưởng sẽ hết sức điều động các tài năng nhí về với biệt đội đồng điệu của mình, khiến ban giám khảo phải đau đầu lựa chọn giữa các màn đối đầu gay cấn. Giọng ca ấn tượng, đạo bùng nổ, tài năng nhí đặc biệt. Tuổi nhỏ nhưng bản lĩnh không hề nhỏ. Tài năng, tụi con làm chú đi từ cái cảm xúc này đến cảm xúc khác. Hài hước,
bùng nổ. Có thể khi tiết mục của tụi con bùng nổ đó, chú Huy bay. Ai sẽ là người ở lại tới cùng chinh phục vị trí quán quân mùa 3? Bây giờ mình phải chọn ai đây? Hãy đón xem trong chương trình Người Hùng Tí Hon sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7.